Bây giờ là tối thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2024. Từ Đà Nẵng, Châu Ngọc Thủy xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Nước Mỹ rõ là văn minh hiện đại. Cờ quéo biểu tình phải sử dụng ống nhòm mà chưa thấy mặt đoàn Việt Nam ra sao cả. Rồi một bạn khác phải bám víu vào cờ vàng ba sọc. Cờ vàng ba sọc đó thì mới quyên góp tiền bạc được. Chủ yếu là kiếm tiền chứ yêu nước yêu non gì. Một bạn khác, anh Châu Trương khi về Mỹ không sợ Việt Tân à? Cũng sợ bạn, cũng sợ, không sao cả. Ấy ấy, anh đừng suối bọn ngu cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình với diễu hành, diễu binh. Người Mỹ họ nhìn thấy họ lại tưởng lầm là Việt Cộng giải phóng bô xa đấy. Giải phóng lâu rồi bạn ơi, giải phóng lâu rồi chứ đâu phải bây giờ đâu. Thì chỉ có mấy móng cái cầm cờ đi tới đi lui thôi, chứ còn người dân bình thường và những người làm ăn bình thường họ đã giải phóng lâu rồi, họ đâu có quan tâm đâu bạn. Họ chỉ lâu lúc họ đi cho nó vui, có những cái tiệc tùng gì đó họ đi để cho ra mặt ra mũi để làm ăn, mà dân làm ăn thì vậy. Còn dân chính quyền cũng thể đi để mà kiếm phiếu kiếm đồ thôi. Nói chung là cũng là một xã hội ở của người Việt ở bên Bô Sa, thì hỷ nộ ái ố thì đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà có một cái rằng là tranh giành nhau đủ thứ chuyện. Tại sao bộ người Việt ở Mỹ suốt ngày soi mói đánh phá nói xấu quê hương đất nước nhỉ? Chính quyền Việt Nam họ có để ý gì hay đánh phá nói xấu gì bầu họ không? Thì tôi đâu phải chính quyền đâu, tôi biết bạn. Thì bạn nhìn thấy đấy. Cảm ơn Châu Trương nhé. Một bạn khác qua chia sẻ biết ngay anh Thủy là người Quảng Nam Đà Nẵng. Anh chia sẻ rất thân thiện, dễ nghe, hấp dẫn nữa. Một bạn khác, tôi rất thích khi tộc que nhảy vào bình luận của tôi. Rồi một bạn khác, anh Thủy cho em hỏi mấy ông chống cộng ở đất nước không có cộng sản 50 năm mà chưa giàu mà cứ dạy người trong nước vậy. Ăn rồi đi chống cộng. Tức là rảnh rỗi mới đi chống cộng. Mà làm sao được rảnh rỗi để ăn tiền tiền xã hội. Đại khái là tiền xã hội đấy. Tiền già hoặc là tiền bệnh cũng là tiền xã hội. Chứ còn tiền welfare thì bây giờ không có nữa rồi. Thì họ sống như vậy làm sao già. Họ đã buôn bán rồi mà già không. Giàu là những tay đầu não như Lý Thái Hùng, như Hoàng Cơ Định, như Nguyễn Quốc Quân, như Nguyễn Ngọc Đức, nói chung Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tứ Duy, nói chung thì tiền bạc về chúng nó chia nhau hết rồi. Cái đó là tầng trên. Rồi cái tầng dưới là một số như tôi cũng đã từng chia sẻ, một số thương phế binh, rồi tầng dưới rau ria nó cũng mà từ trên xuống dưới đó các bạn, nó chia nhiều lắm. Vì từng cái thằng mà cuối cùng anh cuối cùng là cái anh đi xin tiền, anh trực tiếp đối diện trực tiếp với phải chai cái mặt, coi như là lúc nào cũng phải coi như tỉnh, coi như không có chuyện gì hết trơn á. Người ta có nói mình có chửi cũng coi như không có chuyện gì. Thì những cái anh đó là những anh đi xin tiền. Thì anh xin tiền anh có được cái lợi của anh chứ. Anh kiếm được chút cháo thì anh mới đi xin hoài, anh mới đi làm. Mục đích là như vậy đó các bạn.
Mọi người lo làm ăn, mấy lão rỗi hơi chờ chết, chạy chạy dông đỡ buồn. Biểu tình gì tụ ba tán phét, không trách họ. Mọi người họ lo làm ăn, mấy lão rỗi hơi chờ chết, chạy dông đỡ buồn. Biểu tình gì tù ba tán phét, không trách họ. Rồi một bạn khác, đó là tôi đọc lại cái bạn kia nãy cho nó rõ, cho nó đúng câu đúng nghĩa. Tôi viết lại, nhiều khi các bạn nói tại sao là tôi đọc tôi thứ mắt đó, thứ nhất đó là cũng cái đèn nó cũng không được sáng mà mờ à, rồi chữ tôi viết nhiều khi viết láo à, viết không viết cho nó mau đó, không được rõ ràng, cho nên nhiều khi một vài chữ nó cũng bị mình bị hơi trầm tiêu một tí, cũng xin các bạn thông cảm giùm. Tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa, đúng rồi, cái câu bạn này nói là đúng, nó tưng bừng khai trương, tôi nói là âm ầm khai trương là nó không đúng, phải nói là tưng bừng khai trương, bởi vì mỗi lần khai trương bất cứ một gì thì người ta có bảo là tưng bừng khai trương ở trên hết á, tưng bừng khai trương tiệm này hay là ông ở tiệm kia hay là cái này kia ở trước tiệm đó, để cho người ta biết rằng là cái tiệm này mới khai trương để vô hỗ trợ. Thì lúc đầu ai cũng vô ủng hộ hỗ trợ, nhưng mà đã có hỗ trợ ủng hộ mỗi ngày hoặc là mỗi tuần đó, cho nên không thà không phải dễ sống đâu các bạn. Anh Thủy ơi, thì người có quốc tịch hơn người có thẻ xanh những gì? Tôi cũng chia sẻ rồi đó các bạn, người có quốc tịch hơn người thẻ xanh là những cái đó. Nếu về xã hội à, thì người có quốc tịch mới được lãnh tiền già và mới được xin tiền bệnh vậy thôi, còn người thẻ xanh thì không được, nó hơn là hơn cái đó cho những người già. Lớp trẻ Việt Nam bây giờ thông minh lắm, có điều kiện du học cũng tốt, biết thêm được nhiều tiến bộ mới của thế giới. Đa số học trong nước, nhiều em ra trường vẫn thành công. Nhiều em học nước ngoài về chưa hẳn phụng sự tốt cho đất nước. Một bạn khác, với vũ khí đứng thứ tư thế giới, nếu người dân miền Nam yêu Việt Nam Cộng Hòa thì 10 lần Cộng sản cũng không thắng được. Rồi một bạn khác, chào anh, mấy ông luật sư thiền am chưa chi là chạy té đái rồi. Mấy ông này nếu không biết dừng và xin lỗi nhà nước là về bình thường thôi, đâu phải tội phạm, Việt Nam sẽ khoan hồng. Là hình như là nói về ông Mạnh, ông Miến, ông Lân, bạn này nói là ba ông luật sư hồi đó đại diện cho cái thiền am bên bờ vũ trụ của ông thầy ông nội đó. Thì sau khi cái phiên tòa ra thì ba ông luật sư này, như toán của luật sư có đến 5 người lận đó à, xong đó bắt đầu mới đưa những cái tung tin đưa cho đài OFE, cho đài của Việt Tân, các đài Việt Tân lên nói phản đối lại nhà nước à, chống lại nhà nước, đưa xuyên tạc đó. Thì nhưng mà rồi bắt đầu Việt Tân nhảy vào nói rằng là cho thiền am bên bờ vũ trụ là một cái tôn giáo, cho là nhà nước đàn áp tôn giáo à, vì Việt Tân có cớ để cho rằng đó là đàn áp tôn giáo, vì trong đó mấy ông cạo đầu mà à, mấy ông cạo đầu thì gọi là sư thôi à, thầy ông nội đó cạo đầu cứ nghĩ là sư thôi, cái đó là sư, thì đàn áp những người cạo đầu thì là gọi là đàn áp tôn giáo đó. Có một thời nó nhảy vô đó, rồi sau này điều tra ra thêm nhiều cái chuyện đủ thứ nữa thì bọn chúng mới im. Mà lúc đó là Miến, rồi Mạnh Lân rồi đã hình như là đã lên trên đài Á Châu Tự Do, lên trên đài VOA đã nói rồi,
đã nói nữa, là lúc đó là nó hình như là đã được thoát rồi thì phải, thoát đi qua bên Thái Lan hay là như thế nào đó, vì nhà nước mới gửi thư mời thôi, à, bỏ chạy rồi, tức là có gãy nái ruồi đó, biết là đã bị lộ rồi thì bỏ chạy, chạy qua bên kia thì Việt Tân nó hốt, gọi là Việt Tân nó hốt vậy, nó cứ đi phổ biến rằng đây là luật sư nhà dân chủ, nó xin, nó làm đơn, nó xin chính quyền Mỹ cho tị nạn, cho ba người này tị nạn. Đó, thì nó được tị nạn thôi. Tị nạn đi bưng phở thì cũng kệ nó. Kênh nửa vòng trái bí của Đỗ Dũng quá xạo, riêng Đỗ Dũng lưng dài hơn cản, đó là đặc trưng mà anh Thủy. Thì mỗi người có mỗi cái thân thể khác nhau bạn, à, có người thì thân thể như thế này, có người thì thân thể như thế kia, thì chúng ta cũng không biết được, à, thì vì ví dụ như mình thấy lưng dài, à, vai rộng làm chi cho tốt vải, phải không? À, một bạn khác nó chỉ là cớ cho bọn dân chủ dởm hoại phá, hắn không có giá trị gì. Một bạn khác, anh Thủy có biết các cụ chủ tịch ủy ban chống cộng và tay sai phong Trần Hưng Đạo lên làm vua chưa? Còn có cụ xưng là đồng nghiệp của Thánh Trần nữa mới ghê. Trí tuệ của các cụ thuộc dạng cõi trên. Tôi không biết cái vụ này bạn, tôi không biết. Một bạn khác, thời chiến tranh nghe tiếng Đại Bác là phải chui xuống hầm, khi yên án thì chạy đôn chạy đáo lên làng trên xóm dưới xem bà con họ hàng có bị gì không. Hàng ngày mẹ ngóng tin con, thấy giấy báo tử đến là sắp quỵ. Giờ nước Việt Nam hòa bình phát triển phải biết trân quý. Một bạn khác trả lời, rất đồng tình với ý kiến của anh, tôi cũng sống trong hoàn cảnh ngày xưa giống như anh. Một bạn khác, đúng là không ai giống ai, có điều mọi người cần nhận thức, nước Mỹ là thiên đàng của người Mỹ, đâu phải thiên đàng của người tị nạn. Nói đơn giản, nhiều người sang bao năm, tiếng Mỹ còn chưa thuộc hết, vậy mang tiếng đi Mỹ mấy người thành công đâu. Thì nó qua những cái giai đoạn bạn, thì những cái thời và tị nạn tới năm 90 mấy là đã hết rồi, hết tị nạn rồi, nhưng mà những người đi theo diện HO thì vẫn cho vô là tị nạn, và trong cái diện công lai, gọi là gọi diện công lai nhưng mà cũng được hưởng như cái diện tị nạn đó, cũng được giúp đỡ về cái vấn đề xã hội theo cái diện tị nạn. Còn cái diện di dân thì không được giúp đỡ gì hết, là cái trường hợp nó như vậy đó các bạn. Nó chỉ khác nhau, và di dân là những người bảo lãnh qua, những người du học lại khác nữa, những người bảo lãnh vợ chồng con cái anh em gọi là di dân thì là không được hưởng cái gì hết, chỉ trừ trường hợp khi bị bệnh hoặc bị già thì phải có quốc tịch. Rồi những người ngày xưa qua đi làm, những người lớn tuổi thì đa số lớn tuổi ở Việt Nam đâu có học hành căn bản tiếng Anh thì không có, mà tiếng Anh thì bạn biết rằng là học chữ nào phải nhớ chữ đó, người lớn tuổi đâu phải qua dễ học được tiếng Anh đâu bạn, học chữ nào phải nhớ chữ đó, phải nhớ mà không nói thì nó quên, nói chuyện đó là cũng chuyện bình thường bạn, đâu phải là vì tiếng Việt chúng ta nó sướng là chúng ta ráp chữ thành, ráp những chữ cái thành một chữ lớn, đó là cái dễ cho tiếng Việt của chúng ta. Còn tiếng Anh là chúng ta phải học chữ nào nhớ chữ đó, vì vậy mà tuổi trẻ nó học và nó nhớ nhiều hơn. Và cái thời đại sau này ở trong trường học và người dân cũng giống như nhà nước của Bộ Giáo dục được khuyến khích đưa tiếng Anh vô học được và cho các em học tiếng Anh
Và khi mà du lịch nước ngoài, sở công xưởng được vô càng nhiều thì cha mẹ nào cũng khuyến khích cho con cái học tiếng Anh hết cả. Thì cái lớp trẻ ở trong nước nhiều khi nó giỏi tiếng Anh hơn những lớp lớn tuổi ở hải ngoại, vì nó học có trường có lớp, còn nhiều người đi qua đi làm chẳng hạn, như những người đi qua trong những thời gian này mà không học tiếng Anh, không biết tiếng Anh thì họ qua học phải học, họ ráp họ nói cũng học theo theo từ từ, sống lâu lên lão là biết được chữ nào, nghe được chữ nào, nhớ được chữ nào thì hai chữ đó thôi, vì tiếng Anh nó cũng nhiều lắm, đâu phải đơn giản vậy mà nhớ hết đâu bạn. Chúc bạn Thủy được nhiều sức khỏe. Bạn đã bình luận về Nguyễn Văn Đài biểu tình ông Tô Lâm đến Mỹ. Như mình thiếu một câu là ta. Chúc bạn Thủy được nhiều sức khỏe. Bạn đã bình luận về Nguyễn Văn Đài biểu tình ông Tô Lâm đến Mỹ. Thì hai bên cùng đến Mỹ bạn. Nguyễn Văn Đài như về rồi hôm qua hôm kia gì thấy bỏ cái hình lên Facebook là ngồi ăn bánh mì đó, bánh mì kẹp đó. Có thể là cái ăn vô một cái tiệm nào đó, Danny hay là ăn trên sân bay gì đó. Đi về là Đức rồi. Tưởng qua là cả nước Mỹ, người Việt ở cả nước Mỹ sẽ đón anh ta, chào đón anh ta, nhưng mà thấy có 20-30 người thất vọng quá, thôi đi về rồi. Bỏ công sức từ nước Mỹ yêu Việt Tân trong cái ủy ban trung ương của đảng Việt Tân, tưởng ở Việt Nam tưởng Việt Tân ngon lắm, đi ra hớ hàng, bị hớ hàng, bị hố hàng nữa, tưởng đồ ngon, tưởng giống như trái mít á. Các bạn trái mít tưởng là nó ngon lắm mà thơm lắm, nhưng mà xẻ ra là thấy trong đó nó hư, nó thối cho hết rồi, chỉ có đi vứt thôi, đại khái là như vậy. Bởi vì ở ngoài nhiều khi những trái mít ở ngoài nó vẫn còn tươi, nhưng mà để đông lạnh lâu ngày quá nó hư, nó thối. Ở Đài Loan còn có người biết, nhưng cờ Đài Loan còn có người biết, cờ vàng chẳng ai biết. Một bạn khác biểu tình càng làm cho Việt Nam uy tín hơn. Rồi một bạn khác, người Việt học tiếng Anh rất mau vì hệ thống chữ quốc ngữ theo chữ Latin, cho nên cách đọc và viết cũng gần giống nhau. Đúng rồi bạn. Một bạn khác, ý tôi là Việt Tân lợi dụng cá nhân như Minh Tuệ, Quang Vinh để chống phá. Đúng rồi. Thì bạn đó là bạn viết nó không rõ ràng. Lợi dụng cá nhân ai? Lần sau bạn nhớ viết cho nó rõ ràng để bạn khỏi đính chính nha. Một số các bạn cũng làm cho tôi cũng cho nên nhiều nhiều bạn có nhiều ý kiến hay là bình luận gì tôi không thể nào đọc được, vì tôi không hiểu. Tiếc có chữ có dấu, có chữ không có dấu. Rồi cái dấu mà dấu thay vì dấu cứng là đánh dấu đừng, đứng thì đánh dấu đừng, hay là đừng thì đánh dấu đứng, hay là dấu đứng thì đọc không hiểu. Thì vì tiếng Việt chúng ta mỗi chữ mỗi dấu rất khó, nó thay đổi cả một vấn đề, cho nên tôi đọc không hiểu và dài quá đó, đó có nhiều khi các bạn có khi nào mà các bạn mà muốn bình luận lại, viết lại mà để cho tôi đọc được, đọc và tôi chia sẻ, thì nhớ rằng là cô đọng lại và rõ ràng và đừng viết tắt cái tên của tên gì đó, mà viết tắt là tôi cũng chịu luôn. Cũng chịu luôn, cho nên những cái câu nào, những cái bình luận nào của các bạn mà tôi không hiểu được thì thôi tôi cho qua. Và nhiều khi cũng giống như vừa rồi có một số bạn mà đã để lại trong bình luận cũng 2-3 ngày rồi, tôi giờ tôi mới xuống tôi kiếm lại thì tôi mới thấy, tôi mới ghi lại để đọc và chia sẻ cùng với các bạn. Ở Mỹ có chống tham nhũng không anh Thủy nhỉ?
không chống bạn, nhưng mà bạn tham nhũng mà nếu biết được là bạn cũng có tội, cũng đi truy tố ra tòa tội tham nhũng, tội hối lộ mà không có chống, nhưng mà nằm trong cái luật. Chỉ tăng cường giảng dạy tiếng Anh thôi, nhà nước đã xác lập từ lâu văn toán tiếng Anh là ba môn chính. Một câu này cũng hơi lâu rồi nè. Không anh, hai vợ chồng bà Hằng không sử dụng ông Yên để lừa bán đất được ở Bình Phước được, nên vợ chồng bà ta khùng. Bạn này chắc cũng là hiểu về bà Hằng lắm hả? Cho nên cũng hiểu hiểu dữ, hiểu nhiều chuyện ha. Giống như là khẳng định luôn. Một bạn khác nghe anh Thủy chia sẻ thấy anh nói rất thật thà, dân dã và khách quan. Anh nói trung thực với tình hình nước Mỹ và cả Việt Nam nên dễ thuyết phục, nghe anh Thủy hát cũng nghe ổn và rất hợp với các đôi đang khiêu vũ. Rồi có phần sau nhiều quá cho nên tôi chỉ viết tắt bao nhiêu đó thôi, xin lỗi bạn nha, và cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ và cảm ơn các bạn cũng đã chia sẻ bình luận vừa rồi. Huy động 50 hội đoàn trên khắp thế giới mà chỉ được mấy chục người, nhục cho Duy và đài quá. Duy là Hoàng Tứ Duy, con của ông Hoàng Cơ Định, là cháu nội của ông Hoàng Cơ Minh, và đài tức là Nguyễn Văn Đài. Một bạn khác luôn ủng hộ kênh anh. Rồi bạn khác kính chào Ngọc Thủy nhé. Rồi bạn thêm cái chữ CCBVN, CC là BVN. Tôi không hiểu bạn viết tắt cái năm chữ này là năm chữ gì, tôi chịu luôn. Tôi chỉ đọc cái phần đầu thôi được rồi. Luôn ủng hộ em. Một bạn khác, nghề nói xấu quê hương để kiếm tiền, sống nhục lắm. Thì tôi có đồng ý với bạn, mình phải dùng trí tuệ để kiếm tiền chứ không phải chửi người ta, chửi quê hương để mà kiếm tiền. Lá cờ vàng ba sọc đỏ nó có nguồn gốc từ đâu, ra đời như thế nào mà mấy anh vong nô sau này cầm vải, anh giải thích cho mấy ảnh biết nhé. Trời ơi, bạn bảo tôi giải thích cái này nó dài dòng lắm bạn. Và máy ảnh cũng biết các bạn ơi, nhưng mà máy ảnh dạ đuôi dạ điếc thôi. Mà cái lịch sử cái này nó cũng dài dòng lắm. Cũng từ hai que, ba sọc ngang, sọc chéo, sọc đồ, đủ thứ hết. Nó mới, cuối cùng nó mới thành như vậy. Bạn muốn tìm hiểu thì bạn vô Google bạn tìm thì thấy thôi. Và bên máy ảnh biết hết các bạn. Anh Thủy à, anh có nghe vụ làm từ thiện vào nhà hàng ở Yên Bái ăn món đặc sản cá lăng, chủ nhà hàng đã báo giá, ăn xong tung tin xấu cho họ, anh nghĩ sao? Tôi biết nghĩ sao bạn, tôi biết nghĩ sao. Đó, thì những người là làm từ thiện, mượn từ thiện để kiếm tiền rồi bất thiện, chỉ vậy thôi. Một bạn khác, đảng Việt Tân cũng là tổng bí thư giống đảng Cộng sản Việt Nam quá. Thì bạn, họ là giống y chang bạn ơi, tổng bí thư rồi chi bộ đảng rồi đồng chí, họ gọi đồng chí với nhau nữa. Ở ngoài họ gọi là chiến, nghe bị người ta chửi quá là bây giờ họ gọi là chiến hữu. Chúng nó chỉ có lừa gạt đó, đổi chuyện, đổi lung tung, nó có lập trường, nó có chính kiến, nó có lý tưởng, cái quỷ gì đâu các bạn. Và nó cũng biết là không bao giờ mà trở về Việt Nam được, cho nên nó dùng chữ đa đảng đa đồ để nó lừa tiếp tục. Nó là thay đổi theo thời kỳ, ngày xưa là phải dùng bằng súng, bây giờ là phải dùng bằng trí để về mà tranh cử giành quyền lực với đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái ý đồ của tụi đó là như vậy. Nhưng mà Việt Nam mà nó chưa dám lên máy bay thì làm sao mà nó về Việt Nam đòi quyền lực. Cho nên tôi mới nói đó, Lý Thế Hùng xin lỗi đi. Ban đảng Việt Tân xin lỗi đi, tự thú làm một buổi lễ tự thú, từ trên xuống dưới tự thú, hồi xưa tự thú rằng là chúng tôi đã lỡ làng, đã nghe lời
ông Hoàng Cơ Minh xúi bậy nên đi theo cái đảng Việt Tân, và nghe lời xúi bậy của ông Hoàng Cơ Định nên theo đảng Việt Tân. Và ông Lý Thế Hùng là tôi cũng đã lỡ xúi bậy đàn em của tôi theo đảng Việt Tân để tôi cùng xúi nó đi lừa gạt để kiếm tiền mấy chục năm nay. Bây giờ tôi giàu rồi, tôi đủ rồi, ai không thấy rồi. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị và bắt các bạn, các đồng chí, đồng rặng gì đó của các anh chiến hữu, chiến hữu cho tôi xin hối hận, cho tôi đáp hạ cánh an toàn. Thì người dân tha thứ thôi. Nói chung là các anh cũng học, học cách gọi, cách xưng của bên Cộng sản Việt Nam hết các bạn, của nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ngày xưa đó. Thì các anh học hết mà các anh là người ta đã 70-80 năm trước là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã sử dụng những cái bí quyết để mà giải phóng miền Nam rồi. Thì bây giờ mà anh dùng lại cho, mà dùng dở hơn. Giống như một bản nhạc các bạn, cái ca bục ca sĩ đó người ta đã hát hay tuyệt vời rồi, cái chỉ bản nhạc đó mới hợp được ca sĩ đó thôi, mà người khác cũng tập nhái cho giọng đúng cái giọng ca sĩ đó, lắc lơ cũng giống ca sĩ đó, nhưng mà làm sao được bằng được, vì ca sĩ họ kinh nghiệm, họ đã nổi tiếng thành danh bằng cái đó. Cũng giống như Đảng Cộng sản Việt Nam giải phóng miền Nam là nhờ những cái mưu trước của họ để họ giải phóng miền Nam, chứ đâu có phải là lơ tơ mơ đâu các bạn. Vừa trí, vừa dùng trí. Việt Nam là Cộng đảng Cộng sản Việt Nam là dùng trí, trong cái thời kỳ chiến tranh là dùng trí nhiều nhất, vì ông bà chúng ta cũng đã nói là yếu dùng mạnh thì dùng sức, mà yếu thì dùng trí, vậy thôi. Vì vậy mà Việt Nam chúng ta đã chiến thắng bao nhiêu nước mạnh, có cả vũ khí nguyên tử, mà có anh nào hó hé đâu, chạy có cờ hết. Đa số giới trẻ Việt Nam bây giờ gia đình cho học tiếng Anh từ nhỏ rồi anh, như ở vùng quê em đây, chứ đừng nói đến thành phố. Một bạn khác chào anh, sau 75 nước Mỹ vẫn đi xâm lược các nước khác, vậy có tượng đài nào thêm ghi danh lính Mỹ hy sinh tại các nước khác không anh, như chiến tranh vùng Bình đó? Không có ạ. Chỉ có tượng đài ở các tượng đài Mỹ hiện nay là chỉ có tượng đài Korean War, tức là chiến tranh Triều Tiên đó, hồi 1950 tới 52 đó, và Việt Nam War, tức là các cái tượng đài đó thôi. Còn Iraq, chiến tranh Afghanistan thì tôi chưa thấy, không thấy bạn. Vì cái số người hy sinh chết nó ít hơn, cho nên họ không có làm tượng đài hay sao tôi không hiểu, và tôi chưa thấy một cái tượng đài nào để ghi ơn những cái chiến sĩ của Mỹ hy sinh tại trận chiến ở Iraq và Afghanistan cả. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình tối hôm nay. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt.